Mày phải mày tóc dài phải không? Vừa rồi vừa cắt đi phải cắt đi không để được. Lãnh Thanh có nói là thích coi là BB lúc mà còn con trai hay thích coi lắm. Bây giờ con trai không thôi. Cái gì cũng nghĩ ra được, cái gì cũng nói được. Nói gì anh nói thiệt mà. Nhưng mà em thích coi hay là thích anh? Coi liên quan hay thích anh? Ngập ngừng là có. Ngập ngừng là có. Đây chỗ đông người quá. Một lộ hết. Đây là cháu nội của cô Vân trong Gái Già Lắm Chưa Ba. Năm người mẫu xuân tiền của những đặc xuân tiền. Siêu mẫu mà, đẹp quá ha. Đẹp lắm, hôm nay tụi nó đẹp đâu mà ghê quá. Lâu quá mới gặp lại cháu. Mừng nha, chúc mừng nha. Trời ơi. Thật chứ tóc đẹp quá hả? Tóc kỳ của tôi đó. Tóc kỳ của tôi đó. Hả? Cái gì vậy? Tóc thiệt của tôi đó. Từng sợi là thiệt không đó nha. Đau là tại vì mình kiểu như là mình bị nhạy cảm á. Cái chân tóc của mình nó mong manh thôi chứ còn nó là tóc thiệt. Không tin hả? Thiệt mà. Đang chậm cái gì vậy con? Giật nè. Đang chậm cái gì vậy con? Chậm cái... Chậm... Hồi nào kia hói nào vậy? Có hói gì đâu mà hói. Bữa sau không nhật qua làm cho tôi cho con này nó làm người khác đi. Nó vậy hỏi, không có hỏi. Dạ không, dạ không tóc thiệt vậy. Đẹp quá, đấy là tóc thiệt hiểu không? Tóc thiệt là tóc thiệt. Tóc sợi tóc thiệt. Tóc thiệt phải lâu lâu hơi đau. Hơi bị đau thôi. Không gỡ ra đau quá. Trời ơi, nuôi phải 4 năm á chị. Đi theo anh, qua nhà anh. Tối rảnh không? Tại vì anh đi quay nhiều khi bận lắm. 11, 12 giờ khuya qua nhà anh. Wow. Để hết qua đi anh. Anh chỉ con thấy bận ghê hết rồi. Nóng quá mình cỡ bận khám. Cái tay thì cái tay. Dạ em mời mọi người ông xét ạ. Đi. Quay quay kìa. Quay đều. Dội đi vô nữa. Bữa của con giờ ở ngay đấy rồi nè. Thái Bình nhá. Đó ok con. Ok. Xuân tiền. Giờ đây. Giờ đây vui lắm. Khách quan, vô đi. Ngại ngùng gì nữa, lần đầu tới quán em hả? Đóng cửa.